Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn. Đấy là những món quà mà hôm qua lễ tốt nghiệp nhà trường đã tặng. Và mỗi người đều được nhận 3 món quà. Thì không may năm nay đại dịch corona ra nên là tất cả các trường đã hủy lễ tốt nghiệp. Và cũng gọi là có một chút buồn. Nhưng mà dù sao cũng phải chấp nhận các bạn ạ. Và mình sẽ, đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cái bằng tốt nghiệp đầu tiên. Đúng không ạ? Đây là bằng tốt nghiệp rất là công phu, chu đáo, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, bằng cử nhân kinh tế. Đây, tiếp theo mình sẽ khoe vào món quà này cho các bạn xem nhé. Đầu tiên sẽ là một, hình như có một cái thông điệp ở trong này. Một cái cốc uống trà có khắc hoa anh đào nha các bạn. Và phía dưới sẽ là ngày 16 tháng 3 năm 2020 và kỷ niệm đề tốt nghiệp và tên trường Nihon Keitai Dagaku. Đấy. Món quà thứ hai đấy là một chiếc đài cassette. Thì ngày xưa thì chắc là người ta rất hay dùng, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là ít người dùng, toàn dùng điện thoại và máy tính ấy, nên là cái đài cassette này cũng không, nhưng mà không hiểu sao nhà trường lại tặng cái đài cassette này, chắc là nghĩ du học sinh cũng không ít người xem tivi nên là xem cái nghe cái đài này nghe thời sự chắc thế. Và các dây nối thì nó nằm ở trong hộp nhé các bạn. Đấy. Và món quà thứ ba đấy là một chiếc. Cái này là một chiếc cục sạc dự phòng cho điện thoại. Và chắc là iPhone cũng được mà Android cũng được các bạn. Cũng tính mình thì không dùng khi nào, nhưng mà đang tính mua một cái thì lại vừa đúng lúc nhà trường tặng, mà hình như là cái này có dung lượng khá là nhiều các bạn ạ. Đấy. Cũng gọi là có chút quà kỷ niệm của nhà trường. Và mong rằng các bạn sẽ có một cái lễ tốt nghiệp rất là hoành tráng, nhưng mà bây giờ lại không được, thôi thì đành chấp nhận. 4 năm học đúng không các bạn? Đấy, đấy là tất cả những gì mà món quà mình đã bật mí cho các bạn. Và chúc các bạn có một quyết định, dự định đúng đắn và bước vào một cái cuộc sống mới, một cái các dự định mới và thành công trong cuộc sống các bạn nhé. 頑張ってください。